hoạt động cứu hộ nạn nhân trong thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã bước sang ngày thứ tư. Trong điều kiện mùa đông giá lạnh, tình trạng thương tích, không có thức ăn và nước uống, sức khỏe của những người còn mắc kẹt dưới đống đổ nát đang yếu dần. Lúc này, khả năng đánh hơi của những chú chó nghiệp vụ đóng vai trò quan trọng. Bà Linda Hornibeker, huấn luyện viên trưởng đội Red Dog của Thụy Sĩ đang tham gia cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết. Khi các nạn nhân không còn sức để khóc, nhiều người bị mắc kẹt quá sâu, không ai nghe thấy tiếng kêu của họ, những chú chó nghiệp vụ là cơ hội cuối cùng. Chó nghiệp vụ có thể nhanh chóng bao quát một khu vực rộng lớn, khứu giác của chó nghiệp vụ sẽ phát hiện sự sống dưới đống đổ nát. Không chỉ tìm kiếm sự sống yếu ớt phía dưới nhiều lớp bê tông và kim loại, chó nghiệp vụ cũng có khả năng hướng dẫn nhân viên cứu hộ địa điểm đào bới gần nhất. Vì vậy, việc Mexico cử đội chó nghiệp vụ nổi tiếng tham gia cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria được xem là một biểu tượng của tình đoàn kết. Đây là những chú chó nghiệp vụ dày dặn kinh nghiệm từng tham gia cứu nạn sau trận động đất tại thủ đô Mexico vào năm 2017. Trong thảm họa này, chó nghiệp vụ có tên Frida đã trở thành biểu tượng của hy vọng khi cứu sống 12 người. Năm 2018, một bức tượng của chó Frida đã được đặt tại thành phố Puebla của Mexico. Frida qua đời vào năm ngoái. Khi đặt chân đến Thổ Nhĩ Kỳ, đội cứu hộ Mexico khẳng định, với tinh thần của Frida, lực lượng cứu hộ của chúng tôi hỗ trợ nhân đạo cho tất cả những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất. Hiện nay, nhiều quốc gia như Ấn Độ, Mexico, Croatia, Cộng hòa Séc, Đức, Hy Lạp, Libya, Ba Lan, Thụy Sĩ, Anh và Mỹ đã triển khai lực lượng chó nghiệp vụ tham gia cứu hộ. Một thành viên đội cứu hộ Anh đang tham gia cứu hộ cho biết. Chúng tôi thu được nhiều thông tin về cấu trúc bị phá hủy, về dấu hiệu của sự sống phía dưới đống đổ nát do đồng nghiệp chó cứu hộ cung cấp. Chúng tôi đang tiếp tục thu thập thông tin và chờ một đội cứu hộ đến, vì khu vực này rất nguy hiểm và sẽ mất nhiều thời gian đào bới. Người dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đang ca ngợi những chú chó nghiệp vụ như những anh hùng vì những nỗ lực tìm kiếm cứu hộ không nghỉ trong điều kiện thời tiết giá lạnh.